Chào mừng các con đã quay lại chương trình học tiếng Anh cùng trung tâm Anh ngữ Eden. Và cô ngày hôm nay sẽ đồng hành cùng các con đi tìm hiểu về một dạng câu hỏi đáp rất là thú vị mà chúng ta rất hay dùng trong cuộc sống hàng ngày. Ok, let's start. Tuần trước chúng ta đã cùng vừa đi tìm hiểu về một số từ vựng liên quan đến chủ đề là, đúng rồi, chủ đề là family, gia đình, đúng không? Và tuần này chúng ta sẽ cùng đi vào để hỏi đáp xem cô ấy là ai. Ok, đây là ai nhỉ? Đúng rồi, aunt, đúng không? Và hôm nay chúng ta sẽ hỏi là gì nhỉ? Who's she? Who's she? Nghe em nhắc lại cho cô nhé. Who's she? Who's she? Ok, và chúng ta sẽ trả lời là she's my aunt. She, my aunt. Nhắc lại cho cô nhé. Who's she? Ok. Who's she? She's my aunt. She's my aunt. She's my aunt. Ok. Who's she? Who's she? She's my aunt. She's my aunt. Ok. Và bây giờ mình sẽ cùng đi hỏi chú ấy là ai? Ok. Who's he? Who's he? Who's he? Who's he? Who's he? Ok, vậy mình trả lời là gì nhỉ? Đúng rồi, he's my uncle. He's my uncle. Đúng nhỉ? He's my uncle. Who's he? He's my uncle. Who's he? He's my uncle. Đúng rồi đấy, chính xác. Và bây giờ mình sẽ hỏi đây là gì nhỉ? Chính xác rồi, well done. Who's he? Who's he? He's my grandpa. He's my grandpa. Who's he? Nhắc lại nào. Who's he? He's my grandpa. He's my grandpa. Câu này mình sẽ hỏi là gì nhỉ? Đúng rồi. Who's she? Who's she? She my grandma. She's my grandma. Okay, very good. Tiếp theo. Well done. Who's he? Who's he? He's my cousin. He's my cousin. Ok, thực hành lại nhé. Who's he? He's my cousin. He's my cousin. Ok, very good. Cô và các con vừa đi tìm hiểu về một dạng câu hội thoại, đúng nhỉ? Hỏi đáp xem cô ấy hoặc là chú ấy là ai, hoặc anh ấy là ai. Vậy chúng ta sẽ về nhà và thực hành với lại bạn bè hoặc là bố mẹ của chúng ta nhé. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các con ở trong những bài học lần sau.